Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu nhà mình cách sử dụng cái đèn đốt nến và nến bên mình ha. Đầu tiên thì mình sẽ gắn bóng đèn vào đèn trước, sau đó thì mình sẽ bật công tắc mở đèn. Cái hũ nến bên mình á, thì mình sẽ mở ra và mình sẽ bỏ vào bên trong cái đèn ha. Có hai cách để xài nến bên mình, một là mình dùng trực tiếp bằng cái đốt lửa, hai là dùng cái sức nóng của đèn nó làm lan tỏa và chảy cái nến ra, nó sẽ tỏa cái mùi hương thơm ra ha. Cái nến bên mình có một cái ưu điểm là rất là an toàn vì nó được test theo cái chuẩn an toàn của bên Hàn Quốc và mình nhập trực tiếp từ Hàn Quốc ha nhà mình ha. Bên cạnh đó mình có thể xài nến buổi tối để tăng thêm cái sự lãng mạn bên cạnh những cái người thân yêu của mình ha. Nến có ưu điểm là an toàn cho nên khi mà mình dùng thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro về cháy, lại hương thơm rất là dễ chịu nữa.